Xin chào các bạn, trong bài hôm nay là Excel hướng dẫn các bạn cách để thay dấu chấm phẩy thành dấu phẩy trong công thức của Excel nhé. Mình làm video này vì rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà các bạn gõ công thức giống y như gà mà lại không thực hiện được. Một phần là do gì ạ? Cái công thức mình hướng dẫn thì các cái phần tử cách nhau bằng dấu phẩy trong khi hệ thống của các bạn lại là dấu chấm phẩy. Hoặc là gì ạ? Có một số bạn hỏi trực tiếp cách để thay dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy trong công thức của Excel thì như thế nào? Ở đây giả sử mình đang có thì mã số là đây là cột loại phòng nhá, đây là cột khẩu phần. Thì để tách được ba ký tự đầu của cái phần mã số thì các bạn sẽ bằng gì? Các bạn sẽ dùng cái hàm nét nhé. Đấy. Thì như vậy cái hàm nét sẽ có hai thành phần. Thì các các cái thành phần thì cách nhau ở đây là các bạn nhìn thấy là dấu chấm phẩy đây. Đấy, nếu như bạn nào đang là dấu chấm phẩy thì các bạn sẽ nhìn là y như thế này nhá Thì đầu tiên là các bạn sẽ tích vào cái cột mã số. Thông thường ý, trong các cái video hướng dẫn của mình ý, thì cái hàm nét mình sẽ để là dấu phẩy ở đây đấy sau đó mình sẽ điền là số ký tự đồng 3 đúng không ạ đấy các bạn đóng hoặc lại các bạn enter đấy thì như vậy nó sẽ báo lỗi nhá đây là với những cái trường hợp mà các bạn đang sử dụng cái dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các thành phần trong công thức thì nó báo lỗi đúng không ạ các bạn bấm ok thì như vậy nếu như các bạn nào bị lỗi như thế này thì các bạn sẽ sửa dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy ở đây đấy các bạn enter thì nó sẽ ra được loại phòng thì tương tự cái khẩu phần ăn thì các bạn có thể dùng cái hàm rice thì hàm rice gồm hai cái thành phần cái chuỗi ở đây các bạn chấm phẩy tiếp theo là số ký tự các bạn cần tách đúng không ạ đấy thì nó sẽ ra được cái khẩu phần ở đây sau đó các bạn tích đút như này đấy đây là những cái bạn mà sử dụng dấu chấm phẩy nhé thì mình khuyên các bạn ấy là lên chuyển cái chấm phẩy thành dấu phẩy trong công thức tại vì sao ạ tại vì rất là nhiều tài liệu hoặc là các hướng dẫn bằng tiếng việt hoặc là tiếng anh thì người ta đều sử dụng dấu phẩy giữa các thành phần trong công thức của excel nhé bây giờ để chuyển cái dấu chấm phẩy thành dấu phẩy thì các bạn làm như sau nhé các bạn sẽ tích vào cái start này nhé đấy hoặc là các bạn gì ạ các bạn bấm vào cái phím cửa sổ window trên bàn phím nhé sau đó các bạn gõ chữ control palette đấy thì các bạn chỉ cần gõ chữ control này nó sẽ hiện cái control palette ở trên cùng các bạn tích vào đây đấy các bạn sẽ thấy cái phần region ở đây này nếu như bạn nào không thấy nhé ví dụ một số bạn đang để cái category là như thế này thì các bạn sẽ chuyển về cái cái small icon nhé hoặc là bạn nào đang là last icon đấy cũng được thì các bạn sẽ làm xuống đây các bạn sẽ tìm cái reason ở đây đấy sau đó các bạn sẽ chọn cái gì ạ additional setting ở đây này đấy các bạn sẽ thấy cái mục gì ạ list separator của các bạn đang để là chấm phẩy đúng không ạ đấy các bạn sẽ đổi thành dấu gì ạ dấu phẩy đấy sau đó các bạn ấn apply và các bạn ấn ok đấy các bạn có thể ấn apply ở đây cũng được các bạn ấn ok luôn đấy bây giờ các bạn sang đây các bạn thấy chưa lúc này thì ạ, cái dấu chấm phẩy trước đấy nó đã tự động nó sẽ đổi về dấu phẩy tại vì sao ạ tại vì cái excel của mình ý, cái thiết lập nó sẽ lấy từ cái thiết lập Windows ở trong control panel vừa xong đấy ạ. đấy về các bạn có thể xóa đi nhé hoặc các bạn sẽ lặp lại công thức này các bạn sẽ bằng lép đúng không ạ đấy các bạn thấy chưa cái dấu phẩy ngăn cách giữa các cái thành phần trong cái công thức của hàm lép này đấy mã số của các bạn phẩy ba đấy ok nhé cái khẩu phần cũng vậy các bạn sẽ bằng gì ạ bằng rise của cái mã số này đấy, các bạn phẩy hai đấy rất là hay ạ các bạn tích đu vào đây. Đấy. Ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.